bác. Bác ơi. Ban. Bác ơi, cháu sẽ chết nếu như không được làm vợ của anh Khôm. Chúng cháu đã thề non, chỉ ước với nhau, quyết sẽ sống với nhau sau này, trước ngày anh ấy đi tìm lại gốc tích của mình. Anh ấy hứa khi trở về sẽ thưa chuyện ngay với hai bác, cho sang nhà cháu ở rể cơ mà. Em hiểu lòng con. Ta sung sướng biết nhường nào khi nhìn thấy bóng dáng con làm dâu trong nhà này. Bạn, con là đứa con gái mà ta hằng mong ước. Bác, con với thằng Khôm nhà ta từ ngày bé bỏng đã lớn lên trong mắt của hai gia đình. Hai đứa đã được chúng ta nuôi nấng dạy dỗ như trái cây sắp chín ở trong vườn. Thế mà bây giờ tự dưng lại có người đưa tay hái. Ừ, ngang nhiên cướp ngay trước mắt của chúng ta đi con à. Nếu như ông Sứa quyết ép duyên con thì con sẽ chết như chị Linh trong đội xòe trước đây của Quan Châu bác ạ. Bác có cách nào giúp con không? Không, không được đâu con ơi. Dù hoàn cảnh thế nào, con cũng không được nghĩ điều dại dột như thế. Nếu con chết đi thì chúng ta sẽ sống như thế nào hả con? Nếu sống như vậy thì có khác gì bị cầm tù. Con không thể phản bội anh Khôm được. Con quyết trở đến cùng. Nếu anh Khôm không về, con thả chết đi còn hơn, chứ nhất định không chịu làm vợ ông Sứa. Kìa Ban. Con ơi, Ban ơi. Con ơi, Ban. Ban. Chạy lên, chạy lên, chạy lên. Bao vây cho chúng nó. Nhanh lên. Nhanh, nhanh, nhanh đi. Đứng đấy. Đâu rồi? Trốn đâu rồi hả? Ban đâu? Con Ban đâu? Con Ban đâu? Nó được các ông cho nghỉ. Nó sang nhà một liêng ngủ rồi. Đây rồi. Con này gớm thật. Lại muốn trốn nữa hả? Đi đâu vậy hả? Ông hỏi làm gì? Bị đánh một lần chưa chừa hả? Rồi mày sẽ biết luật nhà quan. Đợi đấy, tôi lên lấy đầu. Con ơi, con nhớ phải khéo, phải bền. Đừng làm điều gì dại dột con nhé. Nếu có tin gì của anh Khôm, ải em nhờ báo cho con biết nhé. Ải em, hãy coi như con đã chết rồi. Con. Giờ đây, con chỉ sống để chờ tin anh Khôm thôi. Em hỏi ai đây? Đây là đâu ở ạ? Đây là bản Hoa. Em có quen ai không? Ôi bản Hoa. Dạ. Thế thì may quá. Tôi ở bản Đội, phía đầu nguồn con sông kia kìa. Thế có chuyện gì không nhỉ? Tôi có thằng con trai bị thả trôi sông cách đây 18 năm. Ôi Phạ ơi, thế thì em gặp may rồi. Ở đây cũng có một thằng con trai trôi đến nơi này. Đúng rồi đấy. Thế à? Thế thì may quá. Đang ở nhà. Ôi thế này. Em cứ đi thẳng đây. Em rồi.
mặt đi. Ừ, cái nhà sàn ở đầu dốc ấy. Này bản hoa ta thao mà vui. Thế nào cũng được ăn mừng thôi. Vâng, nhà một liêng thế này thì mừng lắm đấy. À bà ơi, có chuyện gì mà cười đùa thế? Tin vui, nhà một liền có tin mừng rồi đấy. Hôm nay Êm Khôm đến nhận con đấy Tạo à. À. Phạ ơi, thằng Khôm nó đi tìm Êm nó cả mùa trăng rồi mà chưa về. Ây, vui quá, Êm nó tìm đến bản hoa mình rồi. À. Này, Tạo bạn có gặp Khôm thì bảo nó về gặp Êm nó. Đấy, nhà một liêng ơi, ra có khách này. Có chuyện gì thế bà con? Thế à? Ờ, mình ơi, nhanh nhanh, ra đây nhanh lên. Chào các ông các bà. Vâng, chào bà. Ông bà có phải là ông bà Một Liêng không ạ? Dạ. Bà ơi. Vâng, vâng, vợ chồng tôi là Một Liêng đấy ạ. Tôi là Một Liêng đây. Tôi là Sa Nhanh, ở bản Đọi. Tôi có một cậu con trai, bị vu là ma chài. Bản bắt đem trôi sông. Nghe nói được ông bà cứu sống, nuôi cho khôn lớn. Này tôi đến xin được gặp con. Thằng Khôm con trai bà ngoan lắm. Nó là trai giỏi của bản này đấy. Thằng Khôm đi tìm bà đã một tháng nay. Không biết bây giờ nó thế nào. Tôi cũng đang sốt ruột lắm. Mời bà lên nhà uống nước. À. Ăn cơm rồi ta bàn chuyện. Vâng. Vâng. Hôm nay là ngày vui của gia đình chúng tôi. Mời bà con lên nhà uống nước nhá. Vâng, mời bà con ạ. Mời bà. Hôm nay là phải có nhiều sôi đấy. Nào, mời bà con lên nhà uống nước. Mời bà. May quá, tôi tìm được đến chỗ ông bà. Vâng. Thằng Khôm mà tìm được ảnh em đẻ, nó vui lắm. Bao nhiêu năm nay, tôi cứ đau đớn trong lòng. Nhớ nó, thương nó lắm bà ơi. Vâng. Thế nào, con bàn của mày đã như cá ăn muối chưa? Dạ bẩm quan ạ, cũng ổn cả rồi ạ. Dạ quan cứ để con lo dần dần ạ. Dạ, vừa cứng rắn như quan, lại vừa mềm mỏng vỗ về như con. Trước sau thì nó cũng thuận theo thôi ạ. Mày cũng đa mưu gớm nhỉ. Con muốn nó làm vợ của con, chứ không phải gái ngủ một đêm, gái nằm một khắc ạ. Dạ bẩm quan ạ, chính vì thế cho nên con phải... cất công khó nhọc một chút để lấy được tình cảm của nó cũng như của mẹ nó. Còn từ từ gì nữa cho nhọc. Đã đổi bạc trắng thay công ở rể cho nhà vua. Rồi hôm con Ban phạm tội, nhờ có ông xin mà quan Châu tha tội chết cho. Lần thứ hai con Ban phạm tội cũng được tha. Bố mẹ cô ấy biết ông là rể quý chắc là mừng lắm đấy nhỉ. Cẩn thận như thằng Sứa đây cũng không thừa. Làm như tao cũng làm phải phép để giữ yên chuyện Châu chuyện bản. Tao biết mày thương nó nhiều, nhưng vẫn phải nghiêm như thế. Mày hiểu không? Dạ, con hiểu bụng dạ quan Châu lắm đấy ạ. Dạ. Tao nói cho chúng mày biết, chừng nào chúng mày chưa bắt được thằng Tâm, thằng Khôm, về tội trốn phu, giết người để ngừa hậu họa, gông cổ hai thằng ấy về đây chịu tội, dạ. Đề phòng mầm phản loạn trong dân chúng ở bản và ở cả vùng này. Rõ chưa? Rõ. Làm cho mọi đứa dân ở các bản hiểu, biết được luật của Châu Mường nghiêm mạnh thế nào, thì con Ban vẫn chưa phải là vợ của mày đâu. Đừng có vội mừng. Dạ, con hiểu ý quan rồi ạ. Thế vẫn cho người đi tìm bọn trốn phu đấy chứ hả? Dạ, con đã cho Tạo bản, Phìa bản theo dõi nhà Một Liêng và nhà Bua, và cho cả bọn lính luồn rừng tìm chúng rồi đấy ạ. Nào, mời bà. Dạ. Nào, mời bà. Vâng ạ. Mình. Vâng. Xin bà nâng chén. Vâng. Mừng ngày gặp mặt. Uống cạn đi bà. Nào. Mời ông bà. Vâng. Dạ bà thưa bà. Vâng ạ. Vâng. Cảm ơn ông bà đã tặng cho chúng tôi thằng Khôm. Nó khỏe mạnh, giỏi giang lắm ạ. Cả cái cơ ngơi này là có phần của nó đấy bà ạ. Cảm ơn bà. Vâng. Nó lại ngoan ngoãn thông minh nữa. Kìa, bán đi bà. À em ơi, con đã về đây rồi ạ. À,
Thưa em, con đã về ạ. Hôm con đi đâu mà đến tận bây giờ mới về? Đây, đây là em đẻ của con. Con quỳ xuống đi, quỳ xuống. Rồi em sẽ kể cho con nghe. Nhiều chuyện buồn, kể cả đêm cũng không hết đâu con ạ. Phạ ơi, đúng là con tôi đây rồi. 18 năm nay, ai và em không đêm nào là không nhắc đến con. Về đến bản sao thì ai ôm và chết chôn ở rừng ma con ạ. Hình như người thanh niên này ở xa đến bàn khóm để tìm ải êm đẻ, vô tình trượt chân ngã xuống thác chết, xác còn chôn ở rừng ma ấy. Phạ ơi, bà mua được cái gì chưa? Mua cũng được hái nhiều thứ rồi. À thế ạ. Tôi để đây tôi bán. Chào bà. Gớm, mong bà quá đi thôi. Sao lâu rồi không đến mua thịt cho nhà tôi? Thịt đã có đủ rồi. Quan Châu vừa sức cho các bạn mang thịt đến tận nơi. Thịt có nhiều lắm. Không mua cũng được. Bà cứ ngồi đây đã. Có chuyện gì thế? Tôi đang vội mà. Thì bà cứ ngồi xuống đây đã. Tôi có chuyện muốn nói với bà. Chả là có người... Chào bà chị ạ. Đây là cậu Khuông, người cùng bản với cô Ban, muốn đến thưa chuyện với bà. Bà ơi, bà giúp cháu với. Có cách nào để gặp được Ban không ạ? Nghe chuyện của hai người, ta cũng thương. Nhưng giờ mà cậu còn lưu luyến chuyện cũ, thì khác gì lấy gông đeo vào cổ. Bà ơi, con xin bà đấy. Bà hãy giúp con. Dù sao đi chăng nữa con cũng phải gặp Ban, để nói với nhau một lời thôi ạ. Biết vậy, nhưng Ban lại bỏ trốn một lần nữa. Bây giờ bị Quan Châu bắt lại. Quan lệnh cho nhà vua phải gả Ban cho Sứa. Bây giờ đang bị giam lòng. Cậu muốn gặp thì chỉ có cách biến thành chim mà bay qua tường nhà quan thôi. Thế không còn cách nào khác hả bà? Con xin bà đấy. Nếu như gặp được Ban, con xin đội ơn bà ngàn lần. Cảnh ngộ của Ban đâu có khác gì ta xưa. Ta thương nó lắm chứ, nhưng chẳng giúp được gì cả. Bà ơi, bà tìm cách giúp con đi. Có lẽ hai người quên chuyện xưa cũ đi. Còn cách nào cả. Ngay cả chuyện ta gặp cậu ở đây, nếu Quan Châu bắt được, ta cũng bị phạt rất nặng. Bà ơi, bà giúp con đưa cái này đến cho Ban được không ạ? Cứ đưa cho cô ấy sẽ hiểu. Dưới này hết ở trong mồm đấy, bắt nó nhảy ra đi. Dưới chặt cái sao lại ngọt thế? Nằm dưới em sao lại ăn lắm rồi chứ đi. Nào, mà thấy sao lại dưới ra? Chứ để mồi hết là nó. Kìa, nó nhớ này mắt lại ra nhỉ. Ôi da, bỏ ra, bóc mồm ra. Làm mắt độc lắm đấy. Mồi ra nhanh đấy, được rồi. Chứ không hỏi đâu, nó ăn ngón chân. Nào, kìa, mà tại sao lại rơi rồi? Chứ gì mà yêu nữa kìa. Xinh đẹp hôm nay mà lại được rồi. Cố lên em. Đỡ rồi, nhảy hết ra. Đi lấy cho bé cốc nước nhanh lên. Đây.
cố gắng lên em. Sao mà dại dột thế? Trẻ đẹp thế là ngón là chết chứ chẳng đùa đâu. Thôi được, không để cho nó khóc. Sao em dại thế? Ăn lá ngón để chết à? Tội gì mà phải chết? Em khổ quá. Khổ thân mà thôi. Khổ cho ải em nữa chứ. Em dậy xúc miệng đi. Gái xòe chúng ta. Tội gì phải làm thế? Xúc miệng. Đừng uống nhá. Chỉ xúc miệng thôi. Sao em liều mình thế? Chắc gì Khuôn đã chết. Lần sau đừng làm thế nữa nhá. Thật là dại dột. Dại thân mình thôi. Lần sau không được dại dột nữa. Kiếp gái xòe là thế đấy. Cố gắng mà chịu đựng. Bà chữa kìa. Có chuyện gì thế này? Dạ. Không đi làm à? Dạ. Nó nghe tin Khôn chết nên không thiết sống nữa. Đúng thế đấy ạ. May mà bọn em phát hiện được, chứ không ăn hết nắm lá ngón kia thì không còn cách nào cứu được. Đúng thế. Đúng thế ạ. Nó nghe tin Khôn chết từ mồm ai vậy? Sứa mua đồ đưa ngựa trở về, phát hiện ra ngựa của Khôn. Nó mới hỏi, sứa nói Khôn đã chết ở thác, xác chôn ở rừng ma. Tất cả ra ngoài đi. Dạ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Ban này, ngồi sát lại đây ta nói cho mà nghe. Khôn vẫn chưa chết đâu. Nó vẫn đang đi tìm em đấy. Sáng nay, ta vừa gặp nó ở chợ Bản Phù. Làm sao có chuyện ấy được? Khôn chết rồi cơ mà. Em đừng tin lời gian dối của lão sứa. Nó nói láo đấy, để lấy lòng em. Em không tin à? Khôn gửi cho em cái này. Trời ơi, Khôn, có phải em mơ đấy không? Anh còn sống thật à?
Bạn à, em xa nhanh của anh đã tìm được về bản Hoa rồi đấy. Ôi, thật thế hả cô? Thế thì em mừng cho khôm lắm. Chắc ải em một liêng mừng lắm nhỉ. Ừ. Nhưng mà em chỉ tiếc là chúng ta lại... Anh vừa từ nhà quan vào đây để nói với em rằng anh sẽ không bao giờ chịu để cho người ta cướp mất em đâu. Anh sẽ tìm mọi cách để giành lại tình yêu của chúng mình. Khôm ơi, em lo lắm. Làm sao chúng ta vượt qua được luật của quan lang? Làm sao thoát được sự sắp đặt của lũ người ấy hả anh? Chúng ta đâu chịu mãi thế được. Ngay trong đêm nay, anh và em sẽ trốn khỏi nhà quan, đi đến một nơi thật xa. Đâu có được. Biết mình trốn, lũ người ấy sẽ bắt tội ải em một liêng, ải em, và cả xa nhanh nữa. Đúng là đồ cầm tỏi. Cả lũ chúng mày mà không bắt được nó, rồi nay mai nó vào tận đây, nó giết tao, thì chúng mày cũng không biết nữa hả? Dạ thưa, con đã bắt con Ban trói sẵn lại rồi. Cái thằng đột nhập vào nhà hôm ấy chính là thằng Khôm, người tình cũ của nó. Dạ cái đánh thật mạnh là nó phải khai. Khai cái gì? Có gì mà khai? Con ấy ở trong này, thằng ấy ở ngoài kia. Nó muốn gặp, nó phải leo tường vào đây chứ. Mày muốn nó khai cái gì? Dạ, con đi lấy người ngựa, đi bắt ngay thằng ấy về ạ. Còn chờ gì nữa? Dù có phải lục tung cái bản phủ này lên, cũng phải tìm, phải bắt cho bằng được. Có bắt được nó, mày mới cướp được vợ. Dạ. Về ngay bản Hoa, bắt cho được vợ chồng Buông, vợ chồng một liêng về đây. Tao có cách. Dạ. Ải em, Ải em ơi, có chuyện gì thế? Việc con đột nhập vào nhà quan Châu đã gây tai họa cho Ải em rồi. Bây giờ biết tính sao ạ? Còn tính sao nữa? Còn dẫn em xa nhanh vào rừng đi. Việc chúng nó để em lo. Ê, cái thằng này, nhanh đi nhanh lên con. Nhưng mà còn Ải em, bọn chúng không để yên đâu. Không sao, con đi đi. Còn bà nữa, bà cũng đi ngay đi, không chúng nó giết đấy bà. Nhanh lên, nhanh lên. Việc này để chúng tôi lo. Nhảy, đằng kia. Đằng kia, đằng kia. Nhanh lên. Bố kia nó chạy ra vườn thì sao? Nhanh lên, nhanh lên. Thì bắt nơi xem nào. Kìa. Bắt lại chỗ nó. Đâu chỗ nào? Qua sao vào nhà. Nhanh lên. Nhanh lên chúng mày. Vào cho nhà xem. Nhanh lên, đi, 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 đi
Chết rồi. Ra đi, nhanh lên, nhanh lên mày. Đi đi. Nhanh lên. Không ngờ chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà con đã gây tai họa cho biết bao nhiêu người. Không biết giờ này ải em Một Liêng và ải em Bua ra sao nữa. Chắc chắn mọi chuyện sẽ rắc rối. Còn bọn Phỉa Tạo, Quan Châu còn khổ. Giờ các con tính sao? Chắc chắn chú sẽ bắt bớ ải em Một Liêng và Bua nhằm mục đích ép ban lấy sứa và bắt khung. Tôi sẽ xuống bản phủ giết hết bọn chúng để cứu ban, không thể để cho chúng đè nén mình mãi. Không à, làm thế đâu có được. Chúng nó giết con mất. Đừng có liều vậy, muốn làm gì cũng phải đợi xem tình hình trước. Khôn mà xuống bản phủ vào lúc này là bị bắt liền. Khôn cứ ở đây chăm sóc mẹ để tôi xuống núi gặp bà Trịa xem tình hình thế nào, rồi ta tính tiếp. Không vội được đâu. Tìm mọi cách phải giải thoát cho bằng được Một Liêng, Bua và cứu ban. Nhớ đừng làm liều. Lúc này mà để xảy ra sai sót không gỡ được đâu. Chỉ vì thương em và Khôn, ta đã không cẩn thận để em bị trói, bị đánh thế này. Ta đau lòng lắm. Con ơn cô lắm. Nhờ có cô mà con đã được gặp lại anh Khôn. Gặp được Khôn rồi thì có chết con cũng cam lòng. Phà ơi, đừng nói bậy thế. Phải sống chứ, phải sống để còn tìm gặp nhau chứ. Đi, nhanh lên, đi ra ngoài đây. Đi, nhanh lên. Nhanh lên. Không bắt được thằng Khôn mà. Dạ, bẩm quan ạ. Con đến, nó đưa em nó chạy trốn rồi ạ. Cho chúng vào kia. Dạ vâng ạ, cho chúng vào. Đánh cho chúng khai ra, tìm bắt được thằng Khôn về đây. Dạ vâng. Công khai nè. Chẳng cũng được. Mày có khai không? Chẳng khôn đâu. Đúng hả? Không khai. Không khai. Mày đánh tao đây này. Chờ đấy rồi sẽ đến lượt mày. Phạ ơi, ông ấy có tội tình gì? Tội giết lính Quan Châu lại cướp vợ của ông Sứa. Mày có khai không? Mày có khai không? Khai chưa? Nó đâu? Nó đâu? Không khai à? Không khai này. Tao sẽ đánh mày chết. Khai. Nó đâu? Nó đâu? Sao? Mày không dám đánh ải em vợ mày à? Khá khen thay, ông bà có một thằng rể quý. Nhưng muốn ra được khỏi đây thì phải trồng cho tao 200 đồng bạc hoa xòe đền chân què cho thằng bị đánh, rồi cho thằng Sứa về ở rể, đón con Ban về làm vợ thì tao sẽ tha. Công thất đức lắm. Tôi đã hứa cho thằng Sứa làm rể nhà này rồi, sao còn bắt vợ chồng nhà Một Liêng đánh đập tàn nhẫn thế? Vì đã sinh ra thằng nghịch tử dám đột nhập vào nhà quan lang, dám làm hư con gái nhà quan lang. Nếu không tìm được nó thì các người phải chịu thay. Khoan. Dạ. Bắt được thằng Khôn chưa? Dạ, con đã cho người đi lùng sục khắp nơi, không biết nó chạy đâu mà nhanh đến thế ạ. Phải tìm, phải lùng sục bắt cho bằng được nó về đây để trị tội. Không được để nó theo gương cái bọn ở Bắc Sơn, ở Cao Bằng, nghe lời Việt Minh xúi giục làm loạn cả nhà quan lang, giết cả quan Tây. Chúng nó mà vào cái đất này
thì cái đầu của các ngươi cũng không giữ được yên đâu. Chúng đánh rất dã man nhà Khôm, rồi dụ bua phải cho sứa cưới ngay. Thì họ có chịu không? Chắc là họ cũng phải chịu thôi, tại vì con mình nằm trong tay nó. Lại còn đánh què chân một người nữa chứ. Tôi chỉ thương cho Khôn thôi, rồi đây sẽ mất vợ. Không thể để bọn chúng muốn làm gì cũng được. Phải tập hợp mọi người, cướp lại ban cho Khôn. Cô vẫn không chịu ăn à? Cô không thương đến thân mình thì cũng phải thương đến những người già kia. Cô mà cứ chống đối như thế này thì những người già còn bị đánh đập, còn khổ. Tôi biết cô thương thằng Khôm từ nhỏ, nhưng nó đã phạm trọng tội, không thể trở về thành vợ thành chồng với nhau được. Nó mà lộ ra là bị bắt, bị giết liền. Đó là lệnh của Quan Châu. Cô Ban ạ, tôi thương cô thật lòng mà. Tôi muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho cô, muốn cứu cô ra khỏi chốn này, và còn muốn làm rể nhà cô nữa. Có lẽ cái duyên cái số đã định cho cô như vậy rồi. Cô muốn chống lại ý phạ làm theo ý mình cũng không được đâu. Phải làm theo ý phạ thôi. Nếu nhà Một Liêng có nộp đủ bạc trắng cho Quan Châu thì cũng không được tha. Nếu cô không khai ra chỗ ở của thằng Khôm, để quan lang bắt về trị tội làm gương. Việc lo số bạc để nộp cho Quan Châu, tôi sẽ lo được. Để đưa cho ải êm cô, thay cho công ở rể. Còn thằng Khôm trốn ở đâu, cô phải chỉ chỗ để tôi bắt nó về. Tôi không biết Khôm ở đâu cả. Mà nếu có biết thì cũng không chỉ chỗ cho mấy người tới bắt anh ấy. Được, 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 được. Tôi biết cô là người sống có tình, có nghĩa. Không khi nào lại chỉ chỗ cho tôi bắt người tình của mình cả. Nếu cô bằng lòng lấy tôi, tôi sẽ nói với Quan Châu thả ngay Một Liêng và ải êm cô. Còn nếu cô không bằng lòng, tùy cô. Ông Sứa, ông đứng lại đã. Tôi sẽ phụ tình người con trai kia và nhận lời làm vợ ông. Với một điều kiện, ông phải xin với Quan Châu thả ngay Một Liêng và ải êm. Có như vậy, tôi mới yên lòng làm vợ tốt của ông được. Được, được mà. Tôi sẽ đưa ải êm Một Liêng và ải êm cô về bản Hoa để làm lễ đón dâu mà. Như thế được chứ cô Ban? Thế là được rồi nhá. Tôi đi lo công việc đây. Ha ha ha.
Em ơi, ba con, con khổ quá, con sống mà như đã chết. Con đã phụ tình Khôm, không bao giờ con còn có thể đến với Khôm được con nữa. Em con ơi, bạn con ơi, vẫn phải chịu như vậy sao? Đã bao nhiêu năm nay con với thằng Khôn vậy mà con đã nghĩ cạn nhẽ rồi, không thể nào làm khác được. Con trâu bắt vạ bạc trắng, anh Khôn thì bị săn lùng như con chó hoang trong rừng. Người ta quàng vào đời con cái kiếp khổ của gái hoa xòe. Con muốn chết mà không chết được, muốn thoát mà không ra. Lòng ta giờ đây như muối sát. Ta tưởng có ngày ta được đón con về ở dưới mái nhà này. Cái chết cũng không làm ta đau khổ bằng khi tình của các con bị quan châu phá nát. Tình con và anh Khôn giờ đây như dòng suối cạn. Hôm nay con đến đây để vĩnh biệt ải em. Kìa. Con nguyện rủa con, con muốn quên đi tất cả. Bạn, kìa, bạn ơi, bạn, bạn. Con ơi, em xin con, em xin con xem sính lễ người ta chuẩn bị cho con đây này. Em hiểu con lắm, em chỉ hận là mình đã sinh ra con được đẹp người đẹp nết. Con chọn được thằng Khôn là trai tài trai giỏi, mà ngày hôm nay các con không được sống bên nhau. Con phải làm vợ người khác, em thấy mình có tội. Em đừng nói nữa, em đưa con như vậy là con thỏa lòng rồi. Em chỉ cần nói với anh Khôn
để anh ấy hiểu em nhá. Em con, tội nghiệp con, anh thương con lắm. Này, đêm hôm thế này cô đến đây làm gì? Ta đến vì việc của em với Khôn. Này, nhá. Có thật không cô? Tất cả đã bố trí hết rồi, em cứ yên tâm. Sao cô lại tốt với em thế? Vì ta không muốn em khổ như Linh và ta. Thank you.
chống lại tao.